Vâng. Nay trưa nay buổi trưa nay tôi với cậu chỉ có hai củ khoai này buổi trưa. Thôi thì tôi với cậu ăn chung. Nhá, tôi với cậu ăn chung, cậu không hề. Tôi cho cậu miếng. Nhà cũng hết lửa rồi, thôi thì tôi cậu ăn chung. Ăn nhanh hơn tôi rồi. Tôi được có một củ à. Cậu không được hỗn. Tôi chia cậu một nửa rồi. Không được hỗn. Cậu ăn hết phần thôi rồi, cậu không được hỗn. Hai, cậu không được hỗn. Tôi ăn ít đi chờ cậu ăn phần nhiều. Cậu ăn nhiều hơn tôi rồi. Vàng ngoan lắm. Rồi bếp cao thì ăn khoai lang nhá. Cậu không được hỗn, tôi chưa ăn mà. Đói quá không? Tôi đói rồi nhưng mà tôi cũng nhường cậu.